Kính thưa các đồng chí là lãnh đạo của các vụ cục viện Bộ Y tế, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của các sở y tế, các trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố và các anh chị ở tất cả các điểm cầu, thay mặt cho chương trình tiêm chủng mở rộng, tôi xin trình bày cái nội dung thứ nhất liên quan đến việc sử dụng một cái loại vaccine COVID-19 của hãng Pfizer BioNTech và vaccine có tên là Comirnaty. Về cái nội dung trình bày thì chúng tôi sẽ đi vào hai cái nội dung. Thứ nhất là cái thông tin chung về cái vaccine này của nhà sản xuất Pfizer BioNTech. Và cái nội dung thứ hai nó sẽ đi sâu vào những cái điểm lưu ý trong cái việc hướng dẫn sử dụng, bảo quản và sử dụng cái vaccine này. Về cái thông tin chung của cái vaccine Comirnaty của Pfizer là cái vaccine do hãng Pfizer BioNTech sản xuất và được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua vào sử dụng khẩn cấp vào năm 2020, tháng 12 năm 2020. Và cái nước sản xuất thì được sản xuất ở hai cái quốc gia, đó là Bỉ và ở Đức ạ. Đối với cái vaccine này thì cũng được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp trong cái việc mà trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 12 tháng 6 của năm 2021. Về cái vaccine này thì cái đặc điểm nó khác với cái vaccine mà chúng ta hiện nay đang sử dụng, đó là cái vaccine AstraZeneca, vaccine có cái dạng đậm đặc, hỗn dịch đậm đặc, phải khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ phải tiến hành pha loãng. Và mỗi một cái lọ vaccine thì được đóng với cái lượng vaccine là 0,45 ml và tương đương với 6 liều sau khi chúng ta pha loãng với 1,8 ml dung dịch pha loãng. Và cái dung dịch pha loãng ở đây là cái nước muối sinh lý 9/1000. Chúng tôi sẽ cấp cùng với vaccine khi mà chuyển vaccine đến các điểm tiêm ạ. Đối với cái liều lượng của cái vaccine này thì cũng sẽ khác so với những cái vaccine mà chúng ta hiện đang sử dụng, và cái liều là 0,3 ml, mỗi một liều 0,3 ml thì sẽ có chứa 30 microgram vaccine mRNA COVID-19. Và đối với cái vaccine này thì họ đóng, không phải đóng vào trong hộp mà đóng trong một cái khay. Mỗi một cái khay vaccine thì có 195 lọ, tức là nhân lên với 6 liều thì sẽ tương ứng với 1.170 liều trong một cái khay đựng vaccine. Và các anh chị nhìn trên màn hình ạ, cái khay vaccine là cái phần dưới có cái màu tím ạ. Đấy là cái nắp lọ vaccine và một cái khay vaccine họ đóng trong khay. Và khi mà đóng thùng vận chuyển thì người ta sẽ sử dụng một cái thùng vận chuyển giữ nhiệt của cái hãng Pfizer này. Bởi vì cái điều kiện bảo quản vaccine về cái phần sau thì tôi xin phép được trình bày. Tức là cái vaccine này trong cái quá trình bảo quản và vận chuyển từ cái nhà sản xuất đến thì sẽ ở trong cái nhiệt độ âm sâu. Và chúng ta khi mà đóng vào cái thùng vận chuyển của Pfizer thì họ sẽ đóng 5 khay trong một cái gói và trong vào thùng, tức là có 5 khay tương ứng với 5.850 liều. Bởi vì cái phần này chúng ta cũng cần phải nắm được để đến khi mà chúng ta khi mà phân bổ vaccine nó liên quan đến cái số liều trong một cái khay đó. Tiếp theo về cái điều kiện vận chuyển đối với cái vaccine này thì nó cần một cái điều yêu cầu về nhiệt độ bảo quản khác nhau. Nếu chúng ta bảo quản ở cái nhiệt độ âm sâu, âm 90 đến âm 60 độ C thì cái hạn sử dụng vaccine này sẽ được sử dụng 6 tháng kể từ khi sản xuất. Tức là tối đa cái thời hạn sử dụng của vaccine, nhưng với điều kiện chúng ta phải bảo quản liên tục ở nhiệt độ âm sâu từ âm 90 đến âm 60 độ C. Và trong cái hệ thống dây chuyển lạnh của Việt Nam từ trước đến nay thì chúng ta cũng có bảo quản vaccine ở nhiệt độ âm, nhưng mà chỉ ở cái nhiệt độ âm 25 đến âm 15 độ C đối với cái vaccine bại liệt uống và một số cái vaccine đông khô, ví dụ BCG hay sởi, rubella. Khi mà chúng ta chưa pha hồi chỉnh thì chúng ta có thể bảo quản ở nhiệt độ âm ở những cái tuyến quốc gia, hoặc thậm chí là một số ở các tỉnh thì chúng ta bảo quản vaccine bại liệt ở nhiệt độ âm chứ không phải âm sâu ạ.
Thế thì nếu mà cái vaccine của Pfizer mà bảo quản ở nhiệt độ âm từ 25 đến âm 15 độ C thì chỉ được phép bảo quản tối đa trong vòng 2 tuần. Và sau 2 tuần đó thì chúng ta sẽ phải bỏ cái vaccine này ra ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C, hoặc để bảo quản ở 2 đến 8 độ C, hoặc là chúng ta bỏ ra để sử dụng ngay. Tức là cái vaccine nếu chúng ta bảo quản âm sâu thì được 6 tháng. Nhưng nếu chúng ta bảo quản ở nhiệt độ âm bình thường là âm 25 đến âm 15 thì chúng ta chỉ được phép bảo quản trong vòng 2 tuần thôi. Và chúng tôi cũng có sau đó thì chúng ta phải đưa vào cái nhiệt độ 2 đến 8 độ C để chúng ta sử dụng. Và khi đã đưa vào cái nhiệt độ bảo quản ở 2 đến 8 độ C như tất cả các vaccine khác bảo quản dương 2 đến dương 8 độ C thì tối đa cái thời gian được phép bảo quản ở 2 đến 8 độ C của vaccine này chỉ được tối đa là 31 ngày. Và cái 31 ngày này nó sẽ bao gồm cả cái thời gian mà chúng ta vận chuyển, bảo quản và sử dụng. Và trong vòng 31 ngày chúng ta phải sử dụng hết. Chính vì vậy mà cái vaccine này khi mà chúng tôi vận chuyển đến các tỉnh, các điểm tiêm chủng thì các anh chị phải lưu ý là chúng ta mặc dù cái hạn sử dụng của vaccine vẫn còn, nhưng vì cái điều kiện bảo quản nó chuyển sang 2 đến 8 độ C thì chúng ta phải sử dụng hết trong vòng 31 ngày. Và một cái điểm lưu ý nữa, tức là vaccine ở dạng cô đặc bảo quản đông. Và khi mà chúng ta, nếu chúng ta đã giã đông tức là khi chúng ta chuyển sang cái nhiệt độ 2 đến 8 độ C thì một cái khay vaccine nó trong vòng khoảng 3 giờ ở trong cái nhiệt độ 2 đến 8 độ C thì cái vaccine đấy nó sẽ chuyển sang cái dạng lỏng, tức là dạng giã đã, giã đông, và lúc đó chúng ta có thể đem ra sử dụng. Thì cái vaccine đã giã đông rồi thì không được phép quay trở lại bảo quản ở nhiệt độ đông nữa. Đấy là cái điểm lưu ý khi mà sử dụng cái vaccine này, bảo quản cái vaccine này. Và theo thông tin của nhà sản xuất thì cái vaccine này có thể sử dụng cho cái đối tượng 12 tuổi trở lên. Và liều lượng đường tiêm là tiêm bắp, liều là 0,3 ml, và lịch tiêm là 2 mũi, cách nhau từ 3 đến 4 tuần. Đối với thông tin của nhà sản xuất liên quan đến những cái phản ứng sau tiêm thì người ta cũng thống kê rằng là có một tỷ lệ nhất định, tỷ lệ những cái phản ứng phổ biến, rất phổ biến như là đau đầu, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh. Và tần suất thì đối với cái liều thứ hai theo những cái thử nghiệm lâm sàng cũng như là khuyến cáo của nhà sản xuất thì nó sẽ tăng lên tỷ lệ cao hơn ở cái liều thứ hai. Một số những cái phản ứng khác cũng gặp ở cái tỷ lệ phổ biến, ở mức độ phổ biến như là buồn nôn, mẩn đỏ tại chỗ đi tiêm, rồi nổi hạch, mất ngủ, đau tứ chi, khó chịu, có ngứa tại chỗ tiêm, với những cái tần suất khác nhau. Và có cái khuyến cáo đối với ghi nhận những cái trường hợp rất là hiếm gặp, đó là có cái biểu hiện liệt mặt ngoại biên. Còn đối với cái thông tin của nhà sản xuất ấy, thì người ta chưa có cái khuyến cáo về những cái phản ứng nặng như là viêm cơ tim hay huyết khối giảm tiểu cầu. Nhưng ở những cái quốc gia khi mà sử dụng cái vaccine này thì có ghi nhận những cái tỷ lệ hiếm gặp của những cái phản ứng như là phản vệ, viêm cơ tim, huyết khối giảm tiểu cầu, và những cái phản ứng này thì được ghi nhận với cái tỷ lệ hiếm gặp. Đấy là cái thông tin của cái vaccine Comirnaty của cái hãng Pfizer, và cái thông tin này thì của nhà sản xuất đã cập nhật đến thời điểm hiện tại. Thế cái nội dung thứ hai tôi muốn trình bày đó là cái phần hướng dẫn cái việc sử dụng cái vaccine này khi mà chúng ta chuẩn bị sắp tới đây là chúng ta sẽ được nhận cái vaccine này, và các anh các chị sẽ triển khai cái việc bảo quản, vận chuyển cũng như là sử dụng như thế nào. Thì vì do cái yêu cầu bảo quản của cái vaccine này là bao gồm có cả nhiệt độ âm sâu thì chúng tôi cũng đã đề xuất là chúng ta sẽ phân theo tuyến để mà nó phù hợp với cái hệ thống dây chuyền lạnh cũng như là thuận tiện trong cái quá trình mà bảo quản và vận chuyển vaccine. Thì đối với tuyến quốc gia và khu vực ở tất cả các viện vệ sinh dịch tễ trung ương và các viện khu vực thì hiện nay chúng tôi sẽ bảo quản cái vaccine này ở cái nhiệt độ âm sâu, tức là âm từ 90 đến 6,
-60. Ở các viện thì chúng tôi cũng đã trang bị cái sự tủ lạnh âm sâu. Và nếu trong trường hợp khi mà vaccine về nhiều mà cái tủ lạnh này không đủ để bảo quản thì chúng ta có thể tận dụng, sử dụng cái thùng vận chuyển giữ nhiệt của Pfizer. Tức là khi mà họ vận chuyển về thì đóng trong một cái thùng vận chuyển giữ nhiệt đó. Và chúng ta, cái thời gian bảo quản cái vaccine này ở cái nhiệt độ âm, nếu dùng cái sử dụng cái thùng giữ nhiệt đó thì nó sẽ tối đa được 30 ngày. Và chúng ta với điều kiện là cứ 5 ngày thì chúng ta sẽ phải tiếp cái đá khô, và theo cái quy trình của hãng đã hướng dẫn, và chúng ta sẽ nếu cần thì chúng ta sẽ sử dụng cái thùng đó để mà chúng ta bảo quản trong vòng 30 ngày tại các tuyến khu vực và quốc gia. Đấy, còn hiện tại bây giờ cái lô vaccine mới về gần đây nhất thì chúng tôi đang bảo quản ở tủ lạnh âm sâu ở tại Viện Vệ sinh Dịch tễ. Ở trên cái hình các anh chị có thể thấy là cái hình ảnh chúng tôi đã lắp đặt cái tủ lạnh âm sâu và bảo quản tại Viện Vệ sinh Dịch tễ. Và trong cái quá trình bảo quản, nếu mà chúng ta bảo quản cái vaccine trong tủ lạnh âm sâu hay là trong cái thùng giữ nhiệt ấy, thì rất là hạn chế cái việc mà mở cái thùng vận chuyển, bởi vì mỗi một lần mở thùng vận chuyển thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất là chúng ta không được quá 3 phút. Bởi vì nếu mà chúng ta để cái thời gian nó quá thì vaccine nó sẽ có thể là không được ở cái nhiệt độ âm nó thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái điểm tiếp theo đó là về vận chuyển, thì chúng tôi thống nhất rằng là khi mà chúng tôi từ các viện, từ các kho trung ương vận chuyển đến các tỉnh, các huyện, các điểm tiêm chủng thì chúng ta sẽ vận chuyển trong môi trường 2 đến 8 độ C. Bởi vì hiện nay trong cái hệ thống của chúng ta đang trang bị là cái xe lạnh vận chuyển, và chúng ta sẽ cấp vaccine theo cái tiến độ và để các anh các chị có thể sử dụng và chỉ ở cái nhiệt độ, tức là chúng ta không vận chuyển ở nhiệt độ âm nữa và chúng ta chuyển ngay sang 2 đến 8 độ C. Cái đấy đồng nghĩa với cái việc mà khi mà xuất ra khỏi cái kho âm sâu thì chúng ta chỉ còn 31 ngày. Vì vậy trong cái quá trình vận chuyển này chúng ta phải có một cái kế hoạch rất là chặt chẽ, phối hợp giữa cái tuyến trung ương, và chúng tôi cũng đã có cái sự hỗ trợ từ Cục Quân y của Bộ Quốc phòng trong cái quá trình vận chuyển làm sao mà nhanh nhất cái vaccine đến để theo cái tiến độ tiêm chủng. Và tại cái tuyến tỉnh, tức là chúng ta đã vận chuyển ở 2 đến 8 độ rồi, thì tại cái tuyến tỉnh khi mà chúng ta nhận vaccine sẽ là ở 2 đến 8 độ C, và chúng ta bảo quản cái vaccine này ở 2 đến 8 độ C. Đồng thời ở tại các tuyến huyện, các điểm tiêm chủng thì chúng ta sẽ bảo quản cái vaccine này cũng ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C. Chúng ta sử dụng hòm lạnh, phích vaccine, tủ lạnh để chúng ta bảo quản trong cái hệ thống dây chuyển lạnh như bình thường. Chỉ có lưu ý một lần nữa, tôi nhắc lại tổng cái thời gian bao gồm có vận chuyển. Ví dụ tôi vận chuyển cái vaccine này đến Điện Biên mà đi xe mất độ khoảng 5 tiếng thì cái thời gian đó 5 tiếng sẽ bị trừ đuổi đi vào cái thời gian 31 ngày của các anh chị. Và chúng tôi sẽ phải ghi một cái nhãn cho cái thùng vaccine đó, rằng là cái vaccine đấy được xuất ra khỏi kho vào lúc mấy giờ, tại đâu, và bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C. Và chúng ta ở tất cả các tuyến khi mà tiếp nhận vaccine thì chúng ta cũng lưu ý rằng là ghi lại cái thời điểm mà chúng ta cái vaccine này bắt đầu được bảo quản ở 2 đến 8 độ C, để mà chúng ta biết được là cái thời gian còn lại của cái vaccine chúng ta phải sử dụng trong vòng 31 ngày mà, thì cái thời gian còn lại nó là bao lâu. Cái điểm lưu ý thứ hai trong cái việc hướng dẫn sử dụng cái vaccine này, nó khác với vaccine khác, nó phải pha loãng. Cái này là pha loãng, chứ chúng ta đối với một số cái vaccine trong tiêm chủng mở rộng thì các anh chị cũng đã khá là quen thuộc là chúng ta sử dụng cái pha hồi chỉnh, đúng không ạ? Và khi mà pha hồi chỉnh đối với các vaccine khác ý, thì chúng ta rất dễ là chúng ta cứ hút hết dung môi trong cái lọ, một lọ kèm, và chúng ta pha với một lọ vaccine. Nhưng riêng cái vaccine này để pha loãng thì nó lại có một cái điểm khác các anh chị lưu ý là thứ nhất là chúng ta hãy kiểm tra cái nhãn của cái lọ vaccine. Cái nhãn ở đây là trong vòng 31 ngày đấy ạ, không phải nhãn cái hạn sử dụng mà 6 tháng như của nhà sản xuất. Đấy là cái lưu ý thứ nhất. Và chúng ta kiểm tra xem là cái vaccine đấy nó đã được giã đông hoàn toàn chưa. Bởi vì rằng là cái thời gian để giã đông là 3 tiếng, thì tất nhiên cái này là dặn thế thôi, nhưng tuy nhiên khi đã vận chuyển đến các tỉnh
thì chắc là cái thời gian vận chuyển bảo quản đấy ở trong 2 đến 8 độ C thì chắc đến nơi, đến điểm tiêm chủng thì nó sẽ được rã đông rồi. Tuy nhiên để cẩn thận thì các anh chị trước khi mà pha loãng thì chúng ta phải kiểm tra cái lọ vaccine đã được rã đông hoàn toàn hay chưa. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái dung dịch pha loãng được cấp kèm với vaccine. Nó là bản chất, nó là nước muối sinh lý 9 phần nghìn. Nhưng cũng giống như khi sử dụng các loại dung môi thì chúng ta chỉ sử dụng cái nước muối sinh lý được cấp cùng với vaccine để pha. Chúng ta không sử dụng những cái nước muối sinh lý có sẵn hay là thay thế gì ở tại cái điểm tiêm đó, và chúng ta sử dụng đúng cái loại mà được cấp. Vậy thì sắp tới đây chúng tôi sẽ cấp cùng, và cái lọ nước muối này thì hiện nay theo cái lượng mà dung dịch pha loãng ấy cần là 1,8. Tuy nhiên là cũng sẽ có thể có những cái lô đầu tiên mà khi chúng tôi cấp ấy, thì cái lượng nước muối sinh lý này họ có thể đóng ống là 5ml hoặc là 4ml hoặc là 2ml. Thì chúng ta cứ một lọ nước muối chúng ta sử dụng cho để pha loãng với một lọ vaccine, và có thừa cái nước muối sinh lý chúng ta cũng không dùng là một lọ nước muối để pha lẫn với hai lọ vaccine. Chúng ta cứ một lọ này một lọ kia, đúng không ạ? Thế và cái lượng dung dịch nước muối thì khi mà trong cái quá trình vận chuyển hoặc bảo quản ở những cái kho trung tâm, kho ở tuyến trên chẳng hạn, thì chúng ta theo khuyến cáo của nhà sản xuất chúng ta không cần phải bảo quản lạnh cái nước muối. Nhưng trong cái quá trình khi mà thực tế các anh chị triển khai ở tại cái điểm tiêm chủng ấy, thì chúng ta bảo quản cái nước muối này cùng với cái vaccine ở trong phích vaccine để chúng ta thuận tiện trong cái quá trình sử dụng, và không có cái xáo trộn gì so với những cái kỹ thuật trước đây, so với những cái trước đây các anh chị đang thực hiện. Và chúng ta sử dụng một lọ để pha. Thế và khi mà đối với cái vaccine này thì họ lại có cái hướng dẫn, ví dụ đối với AstraZeneca thì các anh chị là không được lắc, đúng không ạ? Nhưng cái vaccine này lại phải chúng ta không lắc, nhưng chúng ta lại có cái động tác, tức là cầm cái lọ vaccine và lật đi lật lại, và theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhẹ nhàng như thế khoảng 10 lần. Tất nhiên là tương đối, nhưng mà nó hướng dẫn trong nhà sản xuất thì họ ghi rõ là 10 lần. Đấy, và lật đi lật lại như thế, sau đó thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới bắt đầu tiến hành pha, và chúng ta sẽ sử dụng một cái bơm kim tiêm hoặc là 3ml hoặc là 5ml để chúng ta hút cái dung dịch pha loãng, tức là dung dịch nước muối đấy ạ, được cấp kèm đấy, là chúng ta hút 1,8ml nước muối, sau đó chúng ta sẽ bơm từ từ vào cái lọ vaccine. Đấy, và sau khi bơm từ từ vào cái lọ vaccine thì chúng ta sẽ nâng cái bơm kim tiêm mà bơm 1,8ml rồi chúng ta hút ngược trở lại để cân bằng cái áp suất trong cái lọ vaccine. Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất là họ làm như vậy. Còn thực tế ra thì tôi cũng chưa được thực hành bao giờ, bởi vì là cái lọ vaccine nó rất là quý, vừa mới nhận về chúng tôi cũng chưa dám coi như là thử để mà biết được cái cảm giác đấy như thế nào. Nhưng mà cái theo cái hướng dẫn là chúng ta hút trở lại 1,8ml vào cái bơm kim tiêm mà chúng ta vừa mới hút dung môi đó. Sau đó thì chúng ta sẽ cái lọ vaccine mà đã bơm cái dung môi vào, bơm cái nước pha loãng vào rồi, thì chúng ta lại nhẹ nhàng lật đi lật lại 10 lần, không lắc ạ, để cho nó đều cái phần vaccine cũng như là cái phần nước pha. Và lúc đó thì chúng ta được sử dụng để tiêm cái vaccine này. Và sau khi pha xong thì chúng ta giống như các vaccine khác trong tiêm chủng, chúng ta sẽ bảo quản ở trên cái tấm xốp, đúng không ạ, của cái phích vaccine để đảm bảo cái vaccine vẫn lạnh trong cái suốt cái buổi tiêm chủng. Và cái vaccine sau khi đã pha thì chúng ta chỉ sử dụng trong vòng 6 giờ hoặc là hay trong vòng một cái buổi tiêm chủng, thì giống như là các vaccine khác trong tiêm chủng. Thế thì đấy là lưu ý các anh chị khi mà trong quá trình pha. Và chúng ta sẽ đối với cái vaccine Pfizer thì lưu ý là không lắc, nhưng mà lại phải nhẹ nhàng, đúng không ạ? Lật đi lật lại nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta có cái pha loãng như thế mà chúng ta không làm cái động tác đó thì có thể là cái phần vaccine cũng như là cái phần nước muối pha loãng nó không được hòa trộn vào với nhau. Thì đấy là lưu ý khi mà sử dụng cái vaccine này.
Một cái điểm nữa là đối với cái vaccine, như lúc nãy tôi giới thiệu nhà sản xuất thì họ khuyến cáo là vaccine này có thể sử dụng được cho cái đối tượng trẻ từ 12 tuổi trở lên, nhưng hiện nay theo cái hướng dẫn của Việt Nam thì hiện nay chúng ta vẫn sử dụng cái vaccine này để tiêm cho cái đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Các anh chị lưu ý ạ, chúng ta vẫn sử dụng cái vaccine này tiêm cho cái đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Và cái chỉ định, chống chỉ định thì chúng ta phải tuân thủ theo đúng cái hướng dẫn của Bộ Y tế về cái thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng và cái quyết định cập nhật mới đây nhất, đó là cái quyết định 2995 của Bộ Y tế ngày 18 tháng 6 năm 2021 ạ. Thế thế và đối với lại khi mà chống cái khám sàng lọc thì chúng ta sẽ tuân thủ hoàn toàn theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế về các trường hợp chỉ định, chống chỉ định, hoãn tiêm hoặc những cái trường hợp gọi là cẩn trọng mà chúng ta cần phải khám sàng lọc kỹ hay là tiêm chủng tại những cái cơ sở đủ điều kiện về hồi sức cấp cứu ban đầu. Về tiêm vaccine thì cái kỹ thuật tiêm thì cũng giống như các vaccine khác, cái vaccine này là đường tiêm, là tiêm bắp. Nhưng chỉ lưu ý các anh chị cái phần bôi đậm, chúng tôi nói rằng là cái liều lượng của cái vaccine này là 0,3ml trên một liều. Các vaccine khác là 0,5, nhưng riêng vaccine này sau khi pha loãng rồi chúng ta vẫn chỉ tiêm 0,3ml trên một liều. Và đấy là thì chúng ta lưu ý, bởi vì trong cái quá trình mà hút cái vaccine thì đối với hôm qua thì các anh chị cũng có một số các anh chị có ý kiến rằng là nếu cái bơm kim tiêm mà tự khóa 0,5ml thì không cẩn thận các anh chị phải xem cho nó cái bơm kim tiêm đấy nó có cái vạch 0,1 không để chúng ta hút đủ cái 0,3. Bởi vì đối với những cái bơm kim tiêm 1ml hoặc là 2ml các anh chị sử dụng tiêm thì có cái vạch, nhưng mà bơm kim tiêm mà 0,5 thì nhiều khi là nhà sản xuất họ chỉ đã cố định là tự khóa 0,5, người ta chỉ có cái vạch 0,5 thôi thì chúng ta lại không sử dụng được để tiêm cho cái vaccine Pfizer này. Cho nên là lưu ý khi mà chúng ta cấp vaccine thì cũng phải rà soát, kiểm tra lại những cái dụng cụ tiêm chủng nó phù hợp với cái việc mà liều lượng của từng cái loại vaccine. Và theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất thì cái liều tiêm của vaccine này là 2 mũi và cách nhau là từ 3 đến 4 tuần. Thế và vừa rồi thì Bộ Y tế cũng đã có cái công văn, tức là phân bổ cái vaccine này để chúng ta sử dụng trong cái đợt tới đây mà các anh chị sẽ được nhận. Thế thì đấy là về cái phần liên quan đến sử dụng cái vaccine này thì nó có mấy cái điểm lưu ý. Thứ nhất là bảo quản, đúng không ạ? 2 đến 8 độ C thì chỉ trong vòng 31 ngày là phải sử dụng hết. Thứ hai, trước khi sử dụng vaccine này chúng ta sẽ phải pha loãng. Thứ ba, liều lượng của vaccine này là 0,3ml. Thứ tư là cái lịch tiêm giữa hai mũi, là cái khoảng cách tiêm nó khác với cái vaccine mà chúng ta đang dùng là AstraZeneca là 8 tuần, đúng không ạ? Nhưng vaccine này cái lịch tiêm là từ 3 đến 4 tuần. Thế thì đấy là một vài cái điểm mà lưu ý. Một cái điểm cuối cùng tôi muốn trình bày đó là cái việc tăng cường cái an toàn tiêm chủng. Thì vừa rồi các anh chị cũng đã được nghe Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê của Cục Khám Chữa Bệnh cũng đã giới thiệu một số những cái yêu cầu, một số những cái hướng dẫn trong cái cập nhật mới gần đây nhất của Bộ Y tế, hướng dẫn liên quan đến công tác tăng cường tiêm chủng. Thì tăng cường an toàn tiêm chủng thì thứ nhất là các anh chị lưu ý là sẽ phải phổ biến và thực hiện cái văn bản 5488 ngày 9 tháng 7 của năm 2021 về cái việc chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu đối với những cái trường hợp tai biến nặng tại cái điểm tiêm chủng. Thì đối với tại chỗ thì các anh chị lưu ý một cái điểm, ngoài cái việc mà trang bị cái hộp thuốc chống sốc rồi thì Bộ Y tế cũng đã có cái văn bản yêu cầu tất cả các điểm tiêm chủng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng hút sẵn một cái bơm kim tiêm có chứa adrenaline ở tại cái điểm tiêm chủng để mà sẵn sàng xử trí nếu mà có những cái trường hợp phản ứng phản vệ xảy ra. Và cái này nó khác với cái tiêm chủng thường xuyên, bởi vì hầu hết tất cả những cái trường hợp phản ứng phản vệ xảy ra thì đối với vaccine COVID thì
Các anh thấy rằng là qua cái thời gian triển khai là rất nhiều cái trường hợp là xảy ra trong vòng 3 đến 5 phút sau khi tiêm, tức là ngay tại cái điểm tiêm chủng, thì cái việc sẵn sàng hút sẵn adrenaline ở tại cái điểm tiêm chủng, và được phép là chúng ta sau khi kết thúc mà không phải dùng đến thì chúng ta sẽ hủy bỏ cái adrenaline. Và chúng nhưng cái việc này là việc bắt buộc, các anh chị phải sẵn sàng. Thứ hai là về cái đội cấp cứu lưu động, thì vừa rồi Phó Giáo sư Khuê cũng có yêu cầu là chúng ta phải có thành lập những cái đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho những cái điểm tiêm chủng khi mà chúng ta triển khai cái vaccine COVID. Và một cái lưu ý về cái thời gian tiếp cận đến cái điểm tiêm chủng ấy, cái đội cấp cứu lưu động, cái thời gian mà tiếp cận đến là dưới 10 phút. Tức là để nhanh chóng làm sao hỗ trợ, chúng ta sẵn sàng xử trí tại chỗ rồi, nhưng sau đó thì sẽ có cái sự hỗ trợ của những cái đội cấp cứu lưu động. Còn cụ thể về trang bị rồi là nhân lực như thế nào của cái đội cấp cứu lưu động thì các anh chị sẽ ở trong văn bản đã có sẵn. Tiếp theo nữa là một cái điểm mới là Bộ Y tế cũng yêu cầu là các tỉnh chúng ta sẽ phải ra soát phân công cụ thể các bệnh viện để mà thường trực cấp cứu trong cái thời gian chúng ta triển khai cái vaccine COVID-19, và các bệnh viện ở các tuyến sẵn sàng xử trí hỗ trợ cấp cứu các trường hợp tai biến nặng, hoặc là hỗ trợ từ xa, tức là tư vấn, hướng dẫn và đặc biệt là tiếp nhận những cái bệnh nhân nặng. Thì đối với từng tỉnh các anh chị phải có cái danh sách những cái bệnh viện phân công rõ ràng. Còn đối với Bộ Y tế thì các anh chị thấy rằng là cái sự hỗ trợ Bộ Y tế cũng đã có cái sự phân công rất là cụ thể, các bệnh viện trung ương hỗ trợ theo cái phân vùng, ví dụ các bệnh viện như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Chợ Rẫy, để mà hỗ trợ chúng ta trong cái công tác tư vấn điều trị, hội chẩn hoặc là tiếp nhận những cái bệnh nhân mà vượt quá cái khả năng xử trí hay là điều trị của tuyến dưới. Thì đấy là một cái điểm mới trong cái việc mà những cái văn bản gần đây mà Bộ Y tế đã có cái hướng dẫn mà yêu cầu các tỉnh chúng ta sẽ phổ biến và thực hiện. Thì có một cái điểm nữa là tôi nói là để tăng cường cái công tác an toàn tiêm chủng, thì tại các điểm tiêm chủng khi chúng ta đã chuẩn bị cái kế hoạch sẵn sàng rồi, thì Bộ Y tế, Cục Khám Chữa Bệnh cũng có đưa ra một cái bảng kiểm để chúng ta tự đánh giá tất cả những cái điểm chúng ta chuẩn bị trước cái buổi tiêm chủng đã đảm bảo cái việc an toàn tiêm chủng hay chưa. Thì trong cái công văn của Bộ Y tế cũng đã có một cái bảng kiểm rất là chi tiết từng mục một, và cái trước khi triển khai cái điểm tiêm chủng thì các anh chị sẽ tiến hành tự rà soát, tự đánh giá xem rằng tất cả những cái khâu mà chúng ta đảm bảo chuẩn bị cho cái việc mà sẵn sàng đáp ứng xử trí và tăng cường an toàn tiêm chủng này đã đầy đủ chưa, và khi chưa đầy đủ thì chúng ta sẽ phải tự bổ sung cũng như là có cái đề xuất để mà có cái sự hỗ trợ làm sao cho cái việc mà triển khai cái vaccine nó được an toàn. Một cái điểm nữa thì cũng về cái tăng cường an toàn tiêm chủng, đó là cái việc mà chúng ta phải phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi có những cái trường hợp phản ứng sau tiêm xảy ra. Thì theo cái hướng dẫn mới đây của Bộ Y tế là chúng ta cần phải hướng dẫn các đối tượng tiêm chủng tự theo dõi sức khỏe và cái thời gian theo dõi trong vòng 28 ngày sau khi tiêm, và đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu. Thế và cái nội dung, từ cái nội dung hướng dẫn thì của cái hướng dẫn cái đối tượng tự theo dõi thì Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn những cái nội dung rất là cụ thể. Cái này thì nó cũng không có gì, chỉ có một vài cái điểm nó gọi là bổ sung thêm so với những cái hướng dẫn trước đây thôi. Còn hầu như là tất cả các nội dung để làm sao mà bản thân những cái người tiêm chủng người ta biết được những cái dấu hiệu nào là những cái dấu hiệu bất thường về sức khỏe và những cái dấu hiệu nặng, thì trong đó lưu ý những cái dấu hiệu nghiêm trọng khi mà đối tượng sau khi tiêm chủng mà thấy rằng có những cái dấu hiệu đó thì cần phải được đưa ngay đến cơ sở y tế. Đó là những cái dấu hiệu mà gợi ý của những cái phản ứng phản vệ thì thông thường xuất hiện trong cái ngày đầu tiên, như là ngứa, sưng môi,
lưỡi, tê bì chân tay, co quắp chân tay, phát ban, nổi bần, phù mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng, khó thở. Tất cả những cái dấu hiệu này các anh chị cũng đã được các thầy tập huấn rất là nhiều về những cái dấu hiệu mà gợi ý đến những cái phản ứng phản vệ. Và lưu ý một cái những cái dấu hiệu liên quan đến những cái tai biến nặng, đó là những cái dấu hiệu giảm tiểu cầu, huyết khối miễn dịch, gây nên những cái hiện tượng đông máu hay là xuất huyết thì có thể xảy ra từ ngày thứ tư đến ngày thứ 28, thì bao gồm những cái dấu hiệu như là đau đầu dai dẳng tăng lên, hoặc là đau đầu dữ dội, hoặc là các triệu chứng thần kinh khư trú như là yếu tay, yếu chân, rồi co giật, hoặc là những cái dấu hiệu như là nhìn mờ, nhìn đôi chẳng hạn. Đấy là những cái dấu hiệu nặng. Khi có tất cả những cái dấu hiệu đó thì cần phải được khẩn trương đến các cơ sở y tế để mà thăm khám cũng như là xử trí kịp thời. Một cái dấu hiệu nữa thì vừa mới được Bộ Y tế cũng mới ban hành một cái hướng dẫn nữa liên quan đến chẩn đoán và điều trị những cái trường hợp viêm cơ tim có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine. Thế thì những cái dấu hiệu này có thể xuất hiện từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 4 sau khi tiêm chủng. Đó là những cái dấu hiệu như là đau ngực, khó thở hay là rối loạn nhịp tim. Thì tất cả những cái dấu hiệu nghiêm trọng như vậy đều phải được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời tại các cơ sở y tế. Muốn như vậy thì chúng ta phải hướng dẫn đối với những cái đối tượng sau khi tiêm chủng có những cái dấu hiệu, một trong những cái dấu hiệu như vậy thì cần phải thông báo ngay cho cán bộ y tế và đến các cơ sở y tế kịp thời. Một cái lưu ý cuối cùng đó là cái hướng dẫn của Bộ Y tế trong vòng 3 ngày đầu đối với những cái đối tượng tiêm chủng thì không nên ở một mình và luôn luôn cần có cái người đồng hành, tức là hỗ trợ trong 24/24, tức là để tránh những cái trường hợp khi có những cái dấu hiệu, những cái phản ứng về sau tiêm chủng nhưng mà lại không được xử trị, những cái diễn biến nặng lên của những cái trường hợp đó không được phát hiện kịp thời và không có cái sự hỗ trợ, thì theo cái hướng dẫn là yêu cầu đối với những cái người sau khi tiêm chủng thì luôn luôn là có cái người đồng hành và không uống rượu bia trong vòng sau khi tiêm chủng trong vòng 3 ngày đầu. Thì đấy là một số những cái nội dung liên quan đến tăng cường tiêm chủng. Thì tôi cũng xin phép là được dừng cái bài trình bày ở đây. Thì xin cảm ơn cái sự theo dõi của tất cả các quý vị đại biểu.